rộng và đẹp, phòng dành cho hai người lớn. Nội thất thì bên đây cũng để cái bàn gọi là việc nhỏ, cũng được miễn phí nước uống, cà phê. Đây thì có bồn tắm đầm, tắm đứng này. Bồn tắm đứng nhìn thấy được view biển, cô chú anh chị và các bạn ạ. Hay khách sạn tên là Alana. Cô chú anh chị chỉ cần đăng ký kênh của Hùng là cô chú anh chị và các bạn ở nhà có thể xem được phòng tận mắt, chi tiết tường tận. Nếu mình quan tâm đến khách sạn Nha Trang thì hãy đăng ký kênh của Hùng để theo dõi nhiều video mới về khách sạn nhé. Ngoài ra thì Hùng cũng có môi giới mua bán bất động sản, thì cô chú anh chị mà quan tâm bất động sản thì hãy đăng ký kênh của Hùng luôn nhé. Hùng là vừa là môi giới bất động sản ở Nha Trang, cũng như là vừa là nhận booking khách sạn resort villa ở tại Nha Trang Khánh Hòa cô chú anh chị ạ. Phòng rất là đẹp. À, bây giờ ông sẽ dẫn nhà mình đi lên phòng gym để mình tham quan khu vực phòng gym cũng như là phòng cũng như là hồ bơi ở đây nhé. Phòng gym là ở đâu, tầng mấy em? 20 hả? Ok. Bây giờ mình sẽ đi tham quan phòng gym ở khách sạn Alana nhé. Khách sạn mặt tiền trung tâm, xung quanh là rất là nhiều các tiện ích ăn uống, mua sắm, đi lại. Nên là phòng gym này có vẻ hoành tráng đó nha. Phòng gym này là hoành tráng. Đây, các trang thiết bị tập đây. Đây là tập tay nè. Đây. Đây là dành cho những cô chú anh chị và các bạn nào mà đam mê tập. Ở đây buổi sáng mình có thể tập ở đây. À, tập gym mình có thể nhìn thấy được view biển luôn cô chú anh chị và các bạn. Đấy, view biển đây. Nhìn view xéo, đây là view xéo biển, còn view đây là view trực diện biển nè. Đấy, đứng bên này là mình sẽ nhìn thấy trực diện biển luôn. Bên này chính là tòa nhà Vinpearl Big Four. Đó, khách sạn 5 sao Vinpearl đấy. Bên dưới là trung tâm thương mại Vinpearl luôn. Đấy, đường Trần Phú này. Cái chỗ mà nhà máy lé bên dưới đây là Silent Club. Đấy là buổi tối quán bar Silent Club đấy. Không gian phòng gym ở đây là rất là rộng luôn. Bây giờ mình sẽ đi tham quan hồ bơi nha. Đầy đủ các trang thiết bị tập cơ bản. Sau khi mình tập gym xong á thì mình sẽ qua bên đây mình trải nghiệm thêm xông hơi khô cũng như là xông hơi ướt. Đây, ở đây có bể sục này. Đấy, và có phòng xông hơi thảo dược này. Phòng xông hơi khô này. Đấy, khách sạn Alana có thêm cái tiện ích này nữa mà các khách sạn khác chưa có. Nên là cái này là cũng là một sự khác biệt của khách sạn cô chú anh chị và các bạn nhé. Đấy, bên này mình sẽ qua bên đây có đây là phòng xông hơi khô này. Đấy, mời cả nhà xem.